của công ty tư vấn và phát triển giáo dục quốc tế INCC kết hợp với tập đoàn giáo dục quốc tế Tismas Malaysia có hôm nay sẽ có một buổi trình diễn trước quý vị đại biểu và các quý vị phụ huynh các con. Xin các vị đại biểu, quý vị phụ huynh và các con xin chào các quý vị đại biểu, các vị phụ huynh. I'm not forgetting the young, handsome boys and pretty girls here today. Và xin chào các bạn trai rất là đáng yêu, các bạn gái rất là xinh đẹp. Firstly, I would like to thank the headmaster of Tai Chi School, Mr. Big, and BedSmart, UC Mas, Vietnam, for organizing this program. Đầu tiên thì tôi xin cảm ơn, trân trọng cảm ơn đến ngài hiệu trưởng, ngài hiệu trưởng của trường. Là ông Bình và trung tâm Vietsmart đã phối hợp với nhau để tổ chức cái chương trình này rất tốt đẹp. I'm from IECC UC Mas Vietnam. I'd like to welcome UC Mas head office and the children from Malaysia. Tôi đại diện cho công ty tư vấn và phát triển giáo dục quốc tế INCC xin chào đón đại diện của tập đoàn UC Mas và hai bạn nhỏ tuổi đến từ Malaysia để biểu diễn chương trình này ạ. My course instructor will talk to you about what is UC Mas program. Bây giờ xin đại diện cho các giáo viên của chương trình UC Mas xin được nói đôi lời về chương trình. Chương trình UC Mas là chương trình bàn tính và phối hợp trí tuệ phát triển tư duy cho các con, và chương trình này đặc biệt dành cho lứa tuổi từ 4 đến 12 tuổi. Lứa tuổi mà được khoa học chứng minh rằng ở cái giai đoạn này thì cái sự phát triển trí tuệ của các con đạt đến 75% cái trí tuệ của người lớn từ trưởng thành. Do vậy, cái chương trình này đặc biệt được nghiên cứu và dành cho lứa tuổi từ 4 đến 12 tuổi. Trong chương trình thì các con học chương trình sẽ được rèn luyện 5 kỹ năng chủ yếu, trong đó các kỹ năng sau, kỹ năng cái khả năng tập trung lao động. Như quý vị cũng biết rằng là ở cái lứa tuổi từ 4 đến 12 tuổi các con rất là khó tập trung. Khả năng ghi nhớ lâu bền, khả năng quan sát nhanh, chính xác, khả năng tưởng tượng, và đặc biệt là nhờ chiếc bàn tính kể. Các con sẽ được học tính toán trên chiếc bàn tính gảy này, và sau một thời gian các con luyện tập thì các con sẽ nhớ được sự di chuyển giá trị các bàn tính ở trên bàn tính, và các con có thể tính bằng tính nhẩm theo phương pháp của UC Mas. Và bây giờ sau đây thì quý vị phụ huynh sẽ được quý vị phụ huynh và các con sẽ được xem hai bạn UC Mas Malaysia biểu diễn về cái khả năng thông hiểu cái môn này. Xin được giới thiệu bạn xin được giới thiệu bạn Ôn Sít Phân, bạn này năm nay 9 tuổi. Còn đây là bạn Chu Lem, và năm nay bạn 6 tuổi. Bây giờ và đây là ngài Chu, ông là giám đốc marketing của tập đoàn Business, sẽ cùng với hai con biểu diễn về chương trình. Bây giờ các con sẽ biểu diễn tính toán, và quý vị phụ huynh ai có bàn tính thì mình có máy tính thì chúng ta dở máy tính ra để tính cùng các con ạ. Và ai có điện thoại cũng có thể dở điện thoại ra để cùng tính toán với các em ạ. Very good evening. So without wasting any time, we'll start the program. And first of all, I'm so sorry that I can't speak when you miss. But anyway, I'll try to conduct the demo form. Đầu tiên thì không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình ngay lập tức. Và ngày chiều cũng rất là dễ bị không nói được tiếng Việt, cho nên sẽ nói tiếng Anh, và sẽ cố gắng để tiến hành cái chương trình này một cách tốt nhất ạ. Okay, we start with the visualization. Và đầu tiên thì các bạn nhỏ này sẽ tính bằng nhìn tính, tức là viết phép tính, không chịu sẽ viết phép tính lên trên giấy A0, và sau đó các con sẽ làm tính ạ. From simple to the digital. Từ đơn giản cho đến phức tạp ạ. So we begin from single digit, okay, maybe 7 times. Và sẽ bắt đầu bằng một phép tính có một chữ số và 7 số ạ. Take one.
đều được lựa chọn một cách ngẫu nhiên bởi các quý vị phụ huynh và các con ở dưới ạ. Kính mời các quý vị phụ huynh có máy tính thì bỏ máy tính ra để chúng tôi sẽ tính toán cái phép tính. Và nếu như có điện thoại thì cũng để dạng ra để tính toán ạ. Tất cả các số hàng này đều được lựa chọn một cách ngẫu nhiên bởi quý vị phụ huynh và các con. Just addition or addition and subtraction? Quý vị phụ huynh có muốn thêm một dấu trừ vào trong máy tính này không ạ? Just addition. Quý vị